bánh mì ngon quá. Thứ gì vậy Ú? Có chuyện gì vậy Ú? Tấm để đây làm gì? Lượm đi. Nó thì làm được gì mà nhiều chuyện? Không. Làm thế nào để đối phó với mèo đây? Không cần phải sợ đâu, Cống sẽ chỉ cho Ú tập tạ. Cùng với những phát minh của Ú thì ta sẽ đánh lại được mèo thôi. Nhớ, cầm chặt tạ, Ú phải kéo hết sức đó nha. Nặng quá. Nhìn Cống nè. Chắc nó sợ con mèo tới nên đào hang sẵn để trốn đó mà. Để xem công lực của Ú hôm nay thế nào. Hai ngươi có nhận được thư của ta chưa? Có thì sao? Nhìn này, cung phu chu công. Ha. Wow. Hi. Cảm ơn. Đây thì cung phu. Con ơi. Ta xem vũ khí của ta đây. Hả? Đừng bắn. Xem đây. Đâu mà nhiều sợ quá vậy. Bà
bạn tôi thành chuột quay mất rồi. Hai bạn ta. Món tráng miệng của ta đây rồi. Ngon, thì bắt ta đi. Đứng lại. Người trốn đâu rồi, con chuột kia? Con chuột ranh, ta mà bắt được là người biết tay. Cô mèo mập, ta đây nè. Lại đây, lại đây. Chuột ranh.